Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 6 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Chương trình thời sự sẽ có những thông tin chính sau đây. Tích cực chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 10 kỳ họp thường lệ giữa năm của Hội đồng nhân dân thành phố, các nội dung đề án trình kỳ họp phải bám sát yêu cầu phát triển của thành phố, giải quyết được những vấn đề của thực tiễn, tránh tình trạng ban hành nhiều nhưng chậm triển khai. Chính thức cất nóc dự án Golden Land 5, xây dựng khu chung cư HH3, HH4. Dự án có ý nghĩa lớn của thành phố đối với cả công tác chỉnh trang đô thị và bảo đảm an sinh xã hội. Hoàn tất các công đoạn cuối cùng chuẩn bị khởi công và khánh thành các công trình trọng điểm của thành phố vào dịp kỷ niệm 64 năm giải phóng Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021. Sáng nay, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố họp thống nhất nội dung kế hoạch chuẩn bị kỳ họp. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp. Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 15 là kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 nhằm đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, bổ khuyết nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm thông qua dự kiến lần 1 kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2020, quyết định chủ trương đầu tư một số dự án, quyết định chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố và thực hiện một số nội dung khác theo luật định. Kỳ họp sẽ cho ý kiến vào hơn 20 nội dung với nhiều vấn đề quan trọng như điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, bàn giải pháp chống ùn tắc giao thông nội đô, quyết định cơ chế chính sách phát triển sản xuất rau màu và cây ăn quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Kỳ họp cũng xem xét quyết định chủ trương đầu tư 8 dự án tại các quận Ngô Quyền, Hải An, Kiến An, Đồ Sơn và huyện An Lão. Đến nay, các đơn vị liên quan đã chuẩn bị các dự thảo báo cáo đề án trình kỳ họp. Đối với một số đề án quan trọng đang tập trung nghiên cứu kỹ, cơ bản đã lấy ý kiến tham gia của các sở ngành quận huyện. Các ý kiến cũng đề nghị bổ sung 6 nội dung, trong đó có dự án cải tạo, nâng cấp cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, quyết định bổ sung tổng mức đầu tư một số dự án trên địa bàn thành phố để xem xét thông qua tại kỳ họp lần này. Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đánh giá cao công tác chuẩn bị kỳ họp và thống nhất kỳ họp sẽ tiến hành trong 3 ngày 17, 18 và 19 tháng 7 năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh, từ nay tới khi diễn ra kỳ họp có rất nhiều việc cần tập trung triển khai. Do vậy, các nội dung đề án trình kỳ họp phải bám sát nội dung yêu cầu phát triển của thành phố. Khi ban hành, phải giải quyết được những vấn đề thực tiễn, tránh tình trạng ban hành nhiều nhưng chậm triển khai. Đối với đề án quy hoạch chung của thành phố, nếu chưa đạt yêu cầu thì tạm dừng, không phê duyệt khi chưa chặt chẽ. Đề án chống ùn tắc giao thông do phạm vi triển khai rộng nên cần nghiên cứu kỹ, thận trọng, có thể lược bỏ những nội dung chưa cần thiết hoặc thêm thời gian để hoàn chỉnh. Hiện Hải Phòng đã thu hút được nhà đầu tư Lavifood trong chế biến và sản xuất nông sản. Do vậy, các đơn vị khẩn trương khảo sát thực tiễn, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển sản xuất rau màu và cây ăn quả trên địa bàn thành phố để bảo đảm tiến độ trình kỳ họp tới. Đây là cơ chế có ý nghĩa rất thiết thực, tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng tại Hải Phòng, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, mang lại lợi ích lớn cho người nông dân. Về các nội dung theo luật định, đồng chí Lê Văn Thành đề nghị các ban Hội đồng Nhân dân, các cơ quan Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương thực hiện đúng quy trình, bảo đảm chất lượng các tờ trình, các nội dung liên quan tới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, đồng thời phân tích kỹ các con số thống kê, kết quả kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm để bổ khuyết nhiệm vụ thời gian tới. Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình đã tới dự lễ cất nóc dự án Golden Land 5, xây dựng khu chung cư HH3, HH4, phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền. Đây là dự án có ý nghĩa lớn của thành phố đối với cả công tác chỉnh trang đô thị lẫn bảo đảm an sinh xã hội. Hai tòa chung cư HH3 và HH4 thuộc dự án Golden Land 5, cao 29 tầng và 1 tầng hầm, với 1.456 căn hộ, có tổng mức đầu tư trên 1.700 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào quý tư năm nay. Đến nay, nhà thầu đã thi công xong toàn bộ phần thô 29 tầng của hai tòa nhà và tổ chức lễ cất nóc vượt 11 ngày so với kế hoạch.
Sau khi cất nóc công trình, các đơn vị sẽ đẩy nhanh việc hoàn thiện các hạng mục như tường bao, ốp lát, lắp đặt hệ thống điện nước. Trên công trường luôn tập trung khoảng 1.400 công nhân làm việc liên tục 2 ca một ngày, đồng loạt triển khai các hạng mục theo phương thức cuốn chiếu. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình nhấn mạnh, đây là dự án được lãnh đạo thành phố rất quan tâm, có ý nghĩa quan trọng trong công tác an sinh xã hội và chỉnh trang đô thị, dần thay thế toàn bộ các khu chung cư cũ xuống cấp, nguy hiểm, tạo cho người dân thu nhập thấp một cuộc sống an toàn, tiện nghi và văn minh. Ghi nhận sự chia sẻ của các tập đoàn kinh tế lớn, trong đó có tập đoàn tài chính Hoàng Huy đã đồng hành cùng thành phố trong thực hiện dự án, sự ủng hộ của người dân để dự án hoàn thành đúng tiến độ. Đồng chí Nguyễn Xuân Bình yêu cầu sau lễ cất nóc cần tiếp tục bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ mỹ thuật của công trình, tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, giảm thiểu tối đa sự ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân trong khu vực. Lãnh đạo thành phố sẽ tạo mọi điều kiện để nhà đầu tư triển khai dự án thuận lợi, hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng theo đúng cam kết với nhân dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bạch Long Vĩ vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 6 nhiệm kỳ 2019-2024. Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Trọng tâm là mở rộng, tăng cường và nâng cao chất lượng phối hợp và thống nhất hành động với chính quyền, các tổ chức thành viên, phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn như toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc, công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực và hiệu quả. Với những thành tích đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bạch Long Vĩ và các cấp mặt trận cơ sở đã vinh dự được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố biểu dương, khen thưởng. Theo kế hoạch, vào ngày 9 tháng 5 tới, cầu sông Hóa nối huyện Vĩnh Bảo của thành phố Hải Phòng với huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình sẽ được khởi công xây dựng. Cho đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày khởi công. Nối đôi bờ Thái Bình Hải Phòng, cây cầu phao duy nhất và đã gần 40 năm tuổi còn hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Phòng, có chiều rộng 4 mét, chỉ đáp ứng được một làn xe tải trọng nhỏ lưu thông một chiều và hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn giao thông. Trước đó, cuối năm 2016, hơn 30 mét đường dẫn đầu cầu phía huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã sạt lở nghiêm trọng, phải dừng khai thác để sửa chữa, ảnh hưởng rất lớn đến giao thông. Mới đây nhất, vào tháng 8 năm 2018, đơn vị quản lý khai thác cầu phao Dung Hóa đã phát hiện 8 dầm U180 tại chân dốc cầu phía tỉnh Thái Bình bị nứt gãy, tiềm ẩn nguy cơ cầu phao không có khả năng khai thác trong thời gian tới, cần phải sửa chữa thay thế càng sớm càng tốt. Do vậy, yêu cầu về bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại, tăng cường khả năng khai thác đường thủy và đáp ứng yêu cầu phòng chống lụt bão trong khu vực càng cấp thiết hơn bao giờ hết. Là công trình được áp dụng cơ chế đặc thù của chính phủ, dự kiến cầu sông Hóa sẽ được thi công trong thời gian rất ngắn, chỉ khoảng 7 tháng và hoàn thành vào cuối tháng 12 năm nay. Đây là một trong số các công trình kết nối hạ tầng giao thông giữa các địa phương vùng đồng bằng sông Hồng, khởi đầu cho việc hiện thực hóa sự tăng cường hợp tác và liên kết vùng mà lãnh đạo thành phố Hải Phòng và tỉnh Thái Bình đã thống nhất tại buổi làm việc giữa các địa phương trước đó. Hiện ban quản lý dự án và nhà thầu đang hoàn thiện những công việc cuối cùng, chuẩn bị mặt bằng, phương tiện, thiết bị, nhân lực, sẵn sàng cho lễ khởi công. Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày giải phóng Hải Phòng và lễ hội Hoa Phượng Đỏ. Trong những ngày này, cùng với nhà thầu gấp rút hoàn thành các hạng mục dự án chỉnh trang sông Tam Bạc, các ban ngành đoàn thể quận Hồng Bàng cũng tăng cường các phần việc nhằm chỉnh trang đô thị tuyến đường Tam Bạc và Thế Lữ. Để chỉnh trang tuyến đường Tam Bạc quận Hồng Bàng, từ ngày 28 tháng 4, gần 40 cán bộ công nhân điện lực Hồng Bàng đã phối hợp với một số doanh nghiệp viễn thông gia quân hạ ngầm cáp viễn thông và điện lực trên tuyến đường Tam Bạc. Được sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố quận Hồng Bàng, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo công ty điện lực Hải Phòng, điện lực Hồng Bàng đã làm được sấp xỉ 80% công việc. Chúng tôi là quyết tâm là còn 20% khối lượng công việc vẫn huy động lực lượng cán bộ điện lực làm trong thời gian hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Nhằm bảo đảm tiến độ, điện lực Hồng Bàng đã huy động lực lượng lắp đặt các tổ điện và hạ các cột điện cũ. Từ 4 giờ sáng nay, các đơn vị đã bắt đầu tháo dỡ và lắp đặt hạ ngầm hệ thống điện. Các hoạt động đều được giám sát chặt chẽ. Hiện tại thì trong công tác quản lý thì nhà thầu đã hiện tại đã có 4 gói thi công chính. Thì nhà thầu cũng đã chia ra làm được 4 tổ công tác để coi như là quản lý theo từng gói và từng hạng mục. Và đến đâu thì coi như là để kiểm tra cái kỹ thuật đến đó để đảm bảo là đúng cái yếu tố thiết kế và chỉ dẫn thiết kế để trước khi nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.
Đến nay, hơn 8 km đường dây hạ thế trên tuyến đã được hạ ngầm. 3 trạm biến áp cũ đã được thu hồi. 3 trạm và 50 tủ điện được lắp đặt mới. Việc chỉnh trang ngầm hóa cáp viễn thông và hệ thống dây điện tại tuyến đường Tam Bạc không chỉ góp phần chỉnh trang, tạo mỹ quan đô thị mà còn bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ cho nhân dân. Dự kiến, việc chỉnh trang hạ ngầm và lắp đặt hệ thống điện tại tuyến đường Tam Bạc sẽ hoàn thành vào ngày 8 tháng 5 tới. Một trong các sự kiện quan trọng có ý nghĩa đối với sự phát triển giao thông hàng không của thành phố trong thời gian tới là hãng hàng không Bamboo Airways của tập đoàn FLC sẽ chính thức mở 3 đường bay mới từ Hải Phòng đến các trọng điểm du lịch trong cả nước là thành phố Hồ Chí Minh, Quy Nhơn và Cần Thơ, nâng tổng số đường bay nội địa do hãng khai thác lên con số 20. Đường bay mới kết nối thành phố Hải Phòng đến Quy Nhơn, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ được khai thác một chuyến khứ hồi một ngày một tuyến bay. Thời gian dự kiến bay Hải Phòng Quy Nhơn là 1 giờ 35 phút, Hải Phòng thành phố Hồ Chí Minh là 2 giờ và Hải Phòng Cần Thơ là 2 giờ 5 phút. Đây là 3 đường bay đầu tiên trong kế hoạch xây dựng mạng lưới kết nối cảng hàng không quốc tế Cát Bi với các sân bay nội địa như Đà Nẵng, Phú Quốc và các sân bay quốc tế như Bangkok, Singapore, Seoul hay Siem Reap trong thời gian tới. Hiện Bamboo Airways đang khai thác 17 đường bay nội địa kết nối các điểm đến du lịch. Việc mở thêm các đường bay từ Hải Phòng nằm trong lộ trình khai thác từ 37 đến 40 đường bay trong nước và quốc tế của Bamboo Airways. Việc mở thêm các đường bay từ Hải Phòng nằm trong lộ trình khai thác từ 37 đến 40 đường bay trong nước và quốc tế của Bamboo Airways trong năm 2019 nhằm phục vụ nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa, đồng thời góp phần tăng cường kết nối giao thương, du lịch giữa Hải Phòng với các khu vực và các vùng miền trong cả nước. Cùng với mở rộng mạng bay, đội bay, Bamboo Airways đang tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không theo hướng chuẩn 5 sao quốc tế. Theo thống kê mới nhất của Cục Hàng không Việt Nam vào tháng 4 năm nay, Bamboo Airways có tỷ lệ bay đúng giờ sấp xỉ 93%, tiếp tục giữ vững vị trí hãng hàng không có tỷ lệ đúng giờ cao nhất toàn ngành hàng không Việt Nam thiết lập vào quý 1 năm nay. Theo đó, từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5, khách hàng có thể mua vé với mức giá ưu đãi 200.000 đồng áp dụng cho hành trình bay từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 từ các đại lý của Bamboo Airways hoặc truy cập website bambooairways.com để đặt vé trực tuyến. Mức giá trên chưa bao gồm thuế phí, hành lý đi kèm và áp dụng cho hạng vé phổ thông. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự kiện chính là đêm hội Hoa Phượng Đỏ sẽ diễn ra vào tối ngày 10 tháng 5 tới đây tại quảng trường Nhà hát thành phố. Những ngày này, nhiều hoạt động văn hóa du lịch trong khuôn khổ lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2019 đã diễn ra trên khắp địa bàn thành phố. Qua 7 lần tổ chức, lễ hội Hoa Phượng Đỏ đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của người Hải Phòng khi tháng năm về, là sự kiện quảng bá và xây dựng thương hiệu thành phố cảng thân thiện, mến khách trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế. Với những ai luôn yêu và có một Hải Phòng trong trái tim, hẳn những ngày này sẽ có những cảm xúc thật đặc biệt khi trước thềm lễ hội năm nay, hoa phượng đã nở đỏ rực trên khắp những con đường. Hoa phượng đã được công nhận là biểu trưng hoa của thành phố Hải Phòng từ năm 2012, đúng năm đầu tiên tổ chức lễ hội. Và qua 7 mùa lễ hội, 7 mùa hoa, lễ hội Hoa Phượng Đỏ không chỉ trở thành lễ hội cộng đồng mà còn góp phần nhân lên tình yêu thành phố của người Hải Phòng. Trời hoa phượng đỏ, ôi Hải Phòng thành phố quê hương. Ta yêu thành phố quê ta như yêu chính người thương yêu nhất. Những năm gần đây dường như đã trở thành một thói quen. Tháng năm về, người dân thành phố lại mong chờ đến lễ hội Hoa Phượng Đỏ với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao hoành tráng và đặc sắc. Mùa lễ hội năm nay dường như rạo rực hơn khi được tô sắc bởi những bông phượng vĩ nở đỏ rực trên khắp những con đường. Nhưng với ta vô cùng oanh liệt, ôi thân thiết tự hào quê hương. Những ngày đầu tháng năm, trong cái nắng chói chang đầy hơi gió, hơi mặn của miền cửa biển, sắc đỏ của phượng thêm đằm thắm nhưng cũng không kém phần rực rỡ, khác biệt so với những vùng đất khác. Đi trên con phố có bóng phượng đổ dài, người dân thành phố thấy trong mình một cảm xúc tin yêu, tự hào. Năm nào tôi cũng theo dõi lễ hội Hoa Phượng Đỏ, năm nào cũng cho các cháu đi xem và năm nào cũng vui lắm. Năm nào cũng có bắn pháo hoa, năm nào cũng như là một cái Tết thứ hai của Hải Phòng ấy, rất là vui. Thành phố Hải Phòng năm nay thay đổi rất nhiều, thay đổi nhiều lắm rồi đấy.
là một người dân thành phố Hải Phòng thấy thành phố thay đổi rất là vui. Tất cả công tác băng rôn khẩu hiệu và chuẩn bị sân khấu chỉnh chu rất là coi như đẹp. Mình nhìn thấy mình cũng cảm thấy háo hức, rạo rực ở trong lòng. Chẳng phải ngẫu nhiên mà tên loài hoa này được đặt cho lễ hội lớn nhất năm của thành phố, lễ hội Hoa Phượng Đỏ. Trải qua thời gian, hoa phượng đã ghi dấu trong tâm thức của mỗi người con thành phố và du khách bốn phương. Nhắc tới hoa phượng là nhớ tới Hải Phòng. Điều này đã giúp cho lễ hội Hoa Phượng Đỏ trở thành một lễ hội đặc trưng của thành phố qua nhiều năm tổ chức. Sau 7 mùa với mỗi chủ đề khác nhau, năm nay thành phố lựa chọn thông điệp Hải Phòng điểm đến thành công như một lời khẳng định về một Hải Phòng đang hội tụ rất nhiều lợi thế hấp dẫn và được các nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn. Một thành phố thông minh, thân thiện trong con mắt của du khách trong nước, quốc tế. Một vùng đất được ví như đất lành chim đậu. Năm nay, thành phố Hải Phòng tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ với chủ đề là Hải Phòng điểm đến thành công. Thì tôi thấy đó là cái chủ đề rất hay và rất là sáng suốt. Nó phù hợp với bối cảnh hiện nay của thành phố Hải Phòng. Tôi là một người dân thành phố, tôi thấy là lễ hội hôm nay đấy thì nhân dân toàn thành phố cũng nô nức phấn khởi và mang hết tâm huyết của mình, trí tuệ của mình ra để thể hiện là người của thành phố cảng, mến khách và năng động. Năm nay, cùng với hình ảnh thành phố bên bờ sóng, thành phố hướng mặt trời với những nét mới được khai thác và khắc họa trong ba chương lớn của đêm hội chính, thì Hoa Phượng tiếp tục là đề tài cảm hứng xuyên suốt kịch bản của đêm hội. Đó là thành phố Hoa Phượng Đỏ, thành phố Hoa Thắp Lửa, Hải Phòng rực đỏ phượng bay. Những ca khúc không chỉ một lần nữa sẽ lại vang lên trên quảng trường nhà hát, mà còn nồng nàn, rực rỡ, cháy hết mình sắc đỏ phượng vĩ, như sức sống của mảnh đất và con người nơi thành phố tháng năm. Trong khuôn khổ lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm nay, đoàn nghệ thuật múa rối Hải Phòng sẽ biểu diễn rối nước phục vụ nhân dân và du khách, bắt đầu từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 5 tại khu vực trung tâm triển lãm và mỹ thuật thành phố. Và hiện nay thì mọi công tác chuẩn bị phục vụ nhân dân và du khách đang được gấp rút hoàn thiện. Khác với mọi năm, năm nay chương trình múa rối nước được đặt tại khuôn viên trung tâm triển lãm và mỹ thuật thành phố. Nhà thủy đình, ngói đỏ, đầu đao cong vút được đặt trên bể múa rối nước lưu động hình tròn, đường kính 8m, thể tích 50m3. Sân khấu múa rối nước dựng tại đây giúp sự giao lưu giữa khán giả và nghệ thuật múa rối nước gần gũi, ấm áp hơn, kéo gần hơn khoảng cách giữa sân khấu và đời thực. Dự kiến hôm nay sẽ hoàn thiện công tác lắp đặt sân khấu, tiến hành chạy thử sân khấu vào ngày 7 tháng 5, ngày 8 sẵn sàng cho công tác biểu diễn phục vụ nhân dân và du khách. Với sự tham gia của gần 1.000 diễn viên chuyên và không chuyên đến từ các đoàn nghệ thuật, các trường của Trung ương và địa phương, việc tập luyện các tiết mục của chương trình nghệ thuật đã được bắt đầu thực hiện tại sân khấu trước quảng trường nhà hát thành phố từ hôm nay. Mặc dù thời tiết oi nóng, nhưng ngay từ đầu giờ chiều, các nghệ sĩ diễn viên đã có mặt để tham gia luyện tập làm quen sân khấu. Hiện các diễn viên từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có mặt để hợp luyện cùng các sinh viên trường Đại học Hải Phòng. Theo kế hoạch, việc luyện tập sẽ diễn ra cả hai ngày 6 và 7. Đến hôm nay, sân khấu của chương trình đã hoàn thành 90% khối lượng lắp đặt. Hiện còn một số hạng mục liên quan để thực hiện tốt công nghệ trình chiếu 3D. Khán đài phổ thông dự kiến sẽ hoàn thiện và bàn giao vào sáng ngày 8 tháng 5. Các lực lượng chức năng đã tăng cường lực lượng, thực hiện các biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông xung quanh khu vực diễn ra sự kiện. Trước đó, tối qua tại Nhà Kèn, chương trình liên hoan ca mối nhạc chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày giải phóng Hải Phòng và lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2019 đã diễn ra sôi nổi với nhiều tiết mục ca mối nhạc đặc sắc được chọn lọc từ các câu lạc bộ nghệ thuật, các trường học, đơn vị của 11 phường trên địa bàn quận Hồng Bàng. Các tiết mục của hơn 100 nghệ sĩ diễn viên quần chúng đã thể hiện tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, thành phố Hoa Phượng Đỏ trùng dũng quyết thắng, là một trong nhiều hoạt động hưởng ứng lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2019 của cán bộ, đảng viên và nhân dân quận Hồng Bàng. Nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của chương trình: công nghệ mới tự động lọc nước biển thành nước ngọt lần đầu tiên được áp dụng tại Hải Phòng và cả nước với công suất 1.500 m3 một ngày đêm.
Thưa quý vị và các bạn, trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 50 năm, người đã căn dặn: mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, phải giữ gìn đảng ta thật sự trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là đầy tớ thật trung thành của nhân dân. 50 năm đã trôi qua, nhưng những lời dạy của người vẫn là kim chỉ nam cho mỗi hành động của cán bộ, đảng viên, học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 10 năm qua trên cương vị là tổ trưởng tổ dân phố số 13 phường Nam Hải, quận Hải An, ông Hà Đức Leo luôn phát huy vai trò đầu tàu, nêu gương của người cán bộ cơ sở trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, địa phương, trở thành tấm gương tiêu biểu trong việc học Bác và làm theo Bác. Ngõ 152 Đông Phong, tổ dân phố số 13, có chiều dài 230m nhưng lại thưa dân cư, khó khăn trong công tác xã hội hóa cải tạo ngõ. Vào năm 2018, ngay sau khi nhận được chủ trương hỗ trợ xi măng của thành phố, với vai trò là cán bộ cơ sở, ông Hà Đức Leo cùng với tập thể tổ dân phố đã đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà để tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp kinh phí để cải tạo ngõ. Không chỉ huy động được 200 triệu đồng, nhiều hộ dân trong ngõ còn hiến hàng chục mét vuông đất thổ cư để mở rộng ngõ thêm phong quang sạch đẹp. Về địa phương thì tôi cũng muốn là đóng góp một phần sức lực của mình để là xây dựng quê hương cũng như là xây dựng tổ dân phố ngày càng giàu đẹp, nhân dân tức là có cuộc sống tức là ấm no hạnh phúc, thì bản thân tôi là cũng cố gắng phục vụ nhân dân, và cái quý cái được nhất của bản thân tôi là được nhân dân tin yêu, quý mến. Nhân dân tin tưởng, quý mến, đó là cái được nhất của người cán bộ cơ sở như ông, bởi sự tin tưởng ấy sẽ tạo được sự đoàn kết trong tổ dân phố, sự đồng thuận huy động được sức mạnh của nhân dân đưa các chủ trương chính sách của Đảng vào cuộc sống. Đồng chí Hà Đức Leo là một tổ trưởng dân phố, thì được sự đánh giá của Đảng, chính quyền địa phương, thì đồng chí này là rất là trách nhiệm, mà gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là đối với bà con nhân dân trong tổ dân phố, chính đồng chí phụ trách cũng như những tổ lân cận. Thì rất là tin tưởng đồng chí trong quá trình hoạt động lãnh đạo của tổ dân phố. Mặc dù làm công việc mà mọi người ví như ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng, nhưng với ông Hà Đức Leo, công việc ấy đã đem lại niềm vui, hạnh phúc khi đã đóng góp một phần công sức, trí tuệ vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tổ dân phố số 13 do ông phụ trách luôn đi đầu trong các phong trào thi đua, giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa nhiều năm liền. Ông cho rằng những kết quả trên có được chính là do tập thể đã phát huy dân chủ, cán bộ đảng viên đã thực sự trọng dân, kính dân. Là thế hệ sinh ra và lớn lên sau ngày giải phóng Điện Biên, nhưng có một người cựu chiến binh luôn trân trọng, tự hào với những chiến công oanh liệt của cha ông. Không chỉ sưu tầm các hiện vật, đôi bàn tay tài hoa của người thợ cơ khí đã giúp ông Lã Văn Chiến ở xã Nam Sơn, huyện An Dương chế tác nhiều mô hình vũ khí khí tài, trong đó có mô hình Đại Bác chiến trường Điện Biên Phủ, góp phần khơi dậy tình yêu, niềm tự hào về lịch sử vẻ vang của cha anh, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Những mô hình này được trưng bày trang trọng giống như một bảo tàng thu nhỏ. Tất cả đều do chính bàn tay ông Chiến tự mày mò sáng chế. Khẩu Thần Công được mô phỏng theo binh khí trong chiến thắng Ngọc Hồi Đông Đa. Khẩu Đại Liên được quân giải phóng miền Nam dùng để bắn hạ 8 máy bay Mỹ trong chiến thắng ấp Bắc. Hay những khẩu Đại Bác chiến trường 105 ly đã cùng làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Với ông Chiến, sáng tạo ra các mô hình vũ khí khí tài dựa trên các sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc chính là cách để truyền lửa tự hào và thắp sáng tình yêu Tổ quốc đến mọi người. Mô hình Đại Bác 105 này là lấy ý tưởng ở Điện Biên Phủ. Hồi xưa các chú kéo pháo Điện Biên Phủ, nên là mình ấp ủ cái này ý tưởng từ lâu rồi. Còn những cái vật tư vật liệu này mình muốn làm cái khẩu này ấy, thì mình phải chọn những cái gọi là những cái toàn phụ tùng ô tô, rồi là người ta bỏ ra những cái đồ cũ, thì mình bảo những cái nào làm được vào và cái gì bộ phận gì cần gì thì mình cứ để góp đấy. Trong khi mà mình thay ngén cái này để làm cái khẩu 105 đấy, mô hình đấy. À, mình phải đợi một thời gian rất dài làm mô hình này để thứ nhất trân trọng cái thế hệ cha anh cầm súng đánh giặc giữ nước, thứ hai là để mình đi giao lưu các trường học hay là những ngày lễ hội. So với những vũ khí khí tài thật, các mô hình của ông Chiến giống đến từng chi tiết nhỏ nhất. Thậm chí mô hình Đại Bác 105 ly này còn có thể giật nòng và nhả vỏ đạn như thật. Hay mô hình súng bộ binh với tỷ lệ 1:1 đã được sử dụng ngay trong huấn luyện dân quân tự vệ của địa phương. Sau hơn chục năm đam mê sáng tạo với những mô hình vũ khí, khí tài quân sự,
sản phẩm của người cựu quân nhân Lã Văn Chiến đã có mặt ở nhiều sự kiện lớn nhỏ để truyền lửa cho thế hệ mai sau. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm được xác định là một giải pháp cụ thể giúp thúc đẩy phát triển kinh tế ở khu vực nông thôn. Là một trong những địa phương có nhiều sản phẩm nông nghiệp độc đáo như là bưởi Lâm Động, cá vược Lập Lễ hay là na Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên đang tích cực triển khai chương trình này. Thủy Nguyên được xác định là địa bàn trọng điểm về sản xuất nông nghiệp, với nhiều sản phẩm đem lại thu nhập cao cho bà con như bưởi Lâm Động, cá vược Lập Lễ, na Kỳ Sơn, liên khê Lại Xuân. Triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm, huyện Thủy Nguyên đã tích cực động viên bà con mở rộng diện tích, nâng cao chất lượng cây trồng, sản xuất theo hướng hàng hóa. Tại xã Liên Khê, diện tích cây na được người dân trồng lên đến hơn 130 hectare. So với những loại cây trồng truyền thống, cây na đem lại thu nhập cao gấp nhiều lần. Na Liên Khê năm 2018 thì cũng đã được truyền tải đến trên 15 tỉnh thành. Đấy là cây na Liên Khê đã có mặt ở trên 15 tỉnh thành. Thế và đều được đánh giá là chất lượng rất tốt. Đấy, thế và bà con tiêu thụ hàng rất tốt, giá cả đảm bảo, ổn định. Thế và nhiều lúc là hợp tác xã là cháy hàng. Thế thì năm 2019 này chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác xã là tiếp tục là thực hiện cái chương trình. Tích cực triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm, huyện Thủy Nguyên đang hướng dẫn bà con phát triển các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, rà soát đánh giá các sản phẩm nông nghiệp, các sản phẩm ngành nghề nông thôn, xây dựng lộ trình sản xuất nhằm xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Việc phát triển các sản phẩm độc đáo của mỗi địa phương cũng sẽ góp phần từng bước nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất và thu nhập cho người dân, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới. Một công nghệ mới tự động lọc nước biển thành nước ngọt sẽ lần đầu tiên được áp dụng tại Hải Phòng và cả nước với công suất 1.500 mét khối một ngày đêm, giá trị đầu tư hơn 20 tỷ đồng. Dự án đang được Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng phối hợp với đội ngũ chuyên gia Israel và đơn vị tư vấn triển khai lắp đặt tại nhà máy nước Cái Giá, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, được trông đợi sẽ khắc phục bài toán cung cấp nước ngọt cho đảo Cát Bà trong thời gian tới, đồng thời thiết thực chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày giải phóng Hải Phòng. Trên công trường xây dựng đường ống và trạm thu nước biển tại khu vực Cái Giá, toàn bộ hai đường ống dẫn nước biển lên nhà máy và hai cột bơm công suất cao từ 159 khối đến 198 khối đáp ứng yêu cầu hút nước rất cao của công nghệ xử lý nước biển dẫn về nhà máy xử lý. Công nghệ lọc nước biển được đặt toàn bộ trong một container nhập khẩu nguyên khối về Việt Nam có công suất 1,5 nghìn mét khối ngày đêm, lớn nhất thế giới hiện nay. Qua khảo sát đánh giá các công nghệ lọc nước biển tương ứng trên thế giới, đơn vị tư vấn đánh giá đây là công nghệ phù hợp nhất với công suất, giá thành và hiệu quả xử lý nước biển ở khu vực đảo Cát Bà. Việc xử lý nước biển qua thành nước ngọt thì là một cái ứng dụng cũng khá là mới mẻ. Và trước khi thực hiện dự án này thì chúng tôi cũng đã cùng các chuyên gia Israel đã qua đảo Cát Bà này nhiều lần để khảo sát cũng như là tìm hiểu thông tin cụ thể tại địa phương về chất lượng nước, về hệ thống, về địa hình để có thể là đề xuất một cái giải pháp phù hợp. Và sau khi là tìm hiểu các cái công nghệ khác nhau về xử lý nước biển từ châu Âu, ở Mỹ hoặc là ở Nhật Bản cũng như là Israel thì chúng tôi đã quyết định là sử dụng cái công nghệ Fluent Israel này phù hợp nhất và chúng tôi đã tham gia cái dự án này. Đến nay, các công đoạn cuối cùng của dự án cụm xử lý nước biển thành nước ngọt tại Cát Bà cơ bản hoàn tất. Các chuyên gia đang lắp đặt các thiết bị cuối cùng, đấu nối hệ thống dẫn nước biển vào hệ thống lọc đặt nguyên khối trong container để lọc thành nước ngọt hòa vào mạng lưới cấp nước tại nhà máy nước Cái Giá. Chúng tôi cũng thấy rằng cái công nghệ và nhà cung cấp của Israel này là đáp ứng được nhiều yếu tố, là cái hệ thống này nó cũng rất là thông minh và tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm được cái chi phí đầu tư, cũng như là hệ thống là hoàn toàn tự động, đáp ứng tốt cái công tác là bảo dưỡng, bảo trì, mà đặc biệt đối với khu vực vùng sâu, vùng xa, khi mà cái điều kiện về năng lực vận hành của công nhân cũng chưa được cao, thì cái hệ thống tự động mà có thể theo dõi, điều khiển được từ xa, cũng như là dự báo các cái sự cố và khuyến cáo các cái nội dung cần phải bảo dưỡng, bảo trì thì tốt thì cũng là một cái yếu tố quan trọng. Khi được đưa vào hoạt động, cụm lọc nước biển thành nước ngọt này sẽ hỗ trợ hiệu quả nguồn cung nước ngọt cho Cát Bà vào mùa cao điểm. Với giải pháp này, cùng với hệ thống nguồn nước ngọt từ các hồ chứa nước
khoan ngầm sẽ tạo ra tổng sản lượng khai thác khoảng 9.000 mét khối ngày đêm, bảo đảm đủ nhu cầu sử dụng nước sạch ngày cao điểm trong mùa hè năm nay tại đảo Cát Bà, ước tính khoảng 7.000 mét khối ngày đêm. Từ khi cầu Đình Vũ Cát Hải đi vào hoạt động, giao thông giữa đất liền với huyện đảo Cát Hải đã thuận lợi hơn rất nhiều. Cũng chính vì thế mà lưu lượng người và phương tiện qua lại rất đông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Từ thực tế trên, Cục Quản lý Đường Bộ đã lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại phía đường dẫn ở đầu đảo Cát Hải, bước đầu mang lại hiệu quả tốt. Trên đoạn đường phía đảo Cát Hải, nhất là đoạn tiếp giáp cổng nhà máy ô tô VinFast, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Nguyên nhân là do đường thoáng, rộng, các phương tiện di chuyển với tốc độ cao. Hơn nữa do đường dẫn cầu Đình Vũ Cát Hải không có điểm quay đầu xe, nên nhiều người dân và phương tiện thiếu ý thức đã đi ngược chiều, dẫn đến mất an toàn giao thông. Nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, Cục Quản lý Đường bộ đã lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại phía đường dẫn đảo Cát Hải. Theo đó có hai ngã tư mới đã được hình thành, một ở khu vực gần cổng nhà máy ô tô VinFast tiếp nối với đường 356, một ở khu vực thôn Ninh Tiếp, xã Nghi Lộ gần khu vực tái định cư. Sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động, hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại đây đã phát huy tác dụng, góp phần giảm ùn tắc và hạn chế tai nạn giao thông. Các phương tiện, nhất là xe trọng tải lớn hạn chế tốc độ, không còn hiện tượng đi ngược chiều. Người dân chấp hành nghiêm theo tín hiệu đèn giao thông mới. Thông báo về việc tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 5 năm 2019, cụ thể như sau. Thời gian 14 giờ ngày 14 tháng 5 năm 2019. Địa điểm: Trung tâm hội nghị thành phố, số 18 đường Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Chủ trì hội nghị: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố. Đề nghị các doanh nghiệp đăng ký tham dự đối thoại, gửi trước câu hỏi nếu có theo địa chỉ: Phòng Doanh nghiệp Kinh tế Tập thể Tư nhân, Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 1 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, hoặc gửi vào email kiến nghị doanh nghiệp a@haiphong.gov.vn trước ngày 9 tháng 5 năm 2019 để tổng hợp. Liên hệ theo số điện thoại 02253823352, 0911308989 trong giờ hành chính các ngày làm việc. Đề nghị doanh nghiệp đăng ký tham dự hoặc gửi kiến nghị, nêu rõ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ. Thông báo này thay cho giấy mời. Ủy ban nhân dân thành phố trân trọng thông báo tới các đơn vị doanh nghiệp biết. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, người dân Hải Phòng nói riêng và miền Bắc nói chung đã có một ngày học tập và làm việc đầu tuần với thời tiết đặc trưng của mùa hè. Đêm có mưa rào nhẹ, ngày mây mỏng, nắng từ sáng sớm đến chiều muộn. Nhiệt độ thấp nhất đêm qua đo được là 22 độ và cao nhất trưa nay là 26 độ ở vùng núi và 31 độ ở vùng ven biển. Tiếp tục hình thái này, đêm nay và ngày mai, các tỉnh Đông Bắc được dự báo có mưa và rải rác có dông về đêm và sáng, trưa chiều hứng nắng. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay ở vùng núi khoảng 21 độ, trung du và ven biển là 23 độ. Nhiệt độ cao nhất ngày mai khoảng 30 độ. Điều này được lý giải bởi ảnh hưởng từ khối không khí lạnh lục địa suy yếu kết hợp với rãnh áp thấp qua khu vực giữa Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Điều này cũng khiến cho thời tiết phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng vào ngày mai. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời ít mây, thời tiết nắng nóng với nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Còn khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Riêng Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết tại khu vực thành phố Hải Phòng đêm nay và ngày mai.